Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung của Quân Hữu Vân tập 21 và 22. Mở đầu cho tập phim là hình ảnh Tô Bạch Y vung kiếm đón đỡ đòn tấn công của Long Doanh trước cổng thành ác ma. Đột nhiên ác ma thành chủ xuất hiện, tiến đến gần và nói: "Ta đã đợi người lâu lắm rồi." Long Doanh thấy ác ma thành chủ liền không dám động thủ, chấp nhận cho Tô Bạch Y tiến vào thành. Sau khi tiến vào thành, Tô Bạch Y liền hỏi Mạc Vấn ác ma thành chủ sao lại muốn gặp cậu. Mạc Vấn liền đáp: "Gặp cậu chính là bảo vệ cậu." Nói xong, Mạc Vấn liền hạ lệnh cho Triệu Hạ Thu đi sắp xếp chỗ ở cho Tô Bạch Y và Nam Cung Tịch Nhi. Sau khi nhận được ưng khiếu triệu tập, các thủ hạ của ác ma thánh lần lượt trở về thành. 9 đại ác nhân lần lượt tụ họp tại sân đấu võ của ác ma thánh. Sau khi mọi người đã tập trung đầy đủ, Mạc Vấn liền nói: "Tô Bạch Y là con của người ông đã quen biết từ xưa nên ông muốn cứu cậu ta. Nhưng chuyện này không liên quan đến mọi người của ác ma thánh, nên mọi người có thể đi bất kể lúc nào. Nếu sau khi trải qua chuyện này, ác ma thánh vẫn tồn tại thì mọi người hãy quay về đây." Sau khi mọi người nghe xong, không ai có ý định rời đi cả. Tất cả mọi người đều thể chết bảo vệ ác ma thánh. Chuyển cảnh là hình ảnh Hách Liên Tập Nguyệt mang đồ ăn đến cho Tạ Khán Hoa. Hắn đưa đồ ăn xong liền hỏi Tạ Khán Hoa: "Ác ma thánh là do người sắp xếp sao?" Tạ Khán Hoa liền đáp: "Đúng vậy, ta từng viết cho Mạc Vấn một bức thư." Hách Liên Tập Nguyệt liền nói cho Tạ Khán Hoa nghe là con gái của hắn và Tô Bạch Y đã tiến vào ác ma thành. Nghe xong, Tạ Khán Hoa cũng đoán được chắc chắn Bạch Cực Lạc sẽ có hành động. Hách Liên Tập Nguyệt liền nói với ông, Bạch Cực Lạc muốn nhân cơ hội này tiêu diệt ác ma thành. Còn bên này, Mạc Vấn đang ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến trước mắt. Sau đó Mạc Vấn liền quyết định cùng Triệu Hạ Thú đi thăm Yến Lão Thất. Còn Tô Bạch Y sau khi vào thành liền ăn uống no nê. Cậu uống một ngụm rượu vào liền khiến cậu lăn ra ngủ. Nam Cung Tịch Nhi cảm thấy rượu này có độc, cô ngửi thử nhưng không phát hiện ra điều gì. Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một giọng nói: "Độc của ta đâu dễ phát hiện vậy." Nam Cung Tịch Nhi cảm thấy nguy hiểm, cô liền rút kiếm để xem là kẻ nào. Người này liền mở cửa xuất hiện trước mặt cô, tự xưng là người đứng thứ 7 ác ma thánh, Yến Tiểu Đường. Yến Tiểu Đường nói với Nam Cung Tịch Nhi, đây không phải độc mà chỉ là thuốc mê, khiến hắn ngủ một giấc mà thôi. Nam Cung Tịch Nhi liền tức giận nói, ngươi có biết sau khi hắn ngủ say sẽ biến thành bộ dạng nào không? Ngươi điên rồi. Yến Tiểu Đường liền đáp, ta thật sự muốn xem thử lúc hắn ngủ say sẽ biến thành cái dạng gì. Tô Bạch Y liền hóa thành cương thi, thấy vậy Yến Tiểu Đường liền khởi động trận pháp nhốt Tô Bạch Y ở bên trong một chiếc lồng sắt. Nam Cung Tịch Nhi thấy Tô Bạch Y gặp nguy hiểm, cô liền ra tay với Yến Tiểu Đường. Đúng lúc này Mạc Vấn xuất hiện ngăn cản cô lại rồi nói, Yến Tiểu Đường là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Đường Môn, nên hắn chỉ muốn trị liệu cho Tô Bạch Y mà thôi. Nam Cung Tịch Nhi liền nghĩ đây là âm mưu của Mạc Vấn, cô liền lao vào chém lồng sắt. Nhưng lồng sắt này được làm từ huyền thiếc, không thể nào phá giải được từ một kiếm của cô. Nam Cung Tịch Nhi liền hỏi Mạc Vấn về chuyện tiên nhân thư. Mạc Vấn liền hồi tưởng về bờ Nam Hải năm đó, nói với cô, ở giữa mây mù, đột nhiên xuất hiện một hòn đảo chưa từng được biết đến, hòn đảo đó lúc ẩn lúc hiện giữa mây mù như tiên cảnh. Lúc đầu mọi người chỉ cho rằng đó là ảo cảnh giữa biển mà thôi, nhưng hòn đảo đó càng ngày càng tiến gần mọi người. Cuối cùng có một ngày, hòn đảo đó áp sát bờ biển, xuất hiện vài người mặc áo trắng đi xuống, đoàn người này tự xưng là lữ khách Doanh Châu. Nghe đến cái tên Doanh Châu, Nam Cung Tịch Nhi liền nhận ra đây là một trong 5 ngọn núi tiên ở trong truyền thuyết. Phàm là người không nghe lệnh chúng sẽ giết ngay lập tức. Tô Hàn là người đầu tiên ý thức được sự đáng sợ của đám lữ khách đến từ Doanh Châu này. Ông ta đã triệu tập các cao thủ tinh anh môn phái lớn đến bờ Nam Hải nhưng đều bị đánh cho tan tác. Kể xong câu chuyện, Mạc Vấn liền hạ lệnh cho Yến Tiểu Đường bắt đầu trị thương cho Tô Bạch Y. Yến Tiểu Đường liền phi một cây kim châm sượt qua mặt cậu để lấy máu, rồi ném cho cậu một quả bom khói, cho cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Rồi Triệu Hạ Thu mở khóa lồng giam cho Nam Cung Tịch Nhi tiến lại gần chăm sóc Tô Bạch Y. Còn bên này là các đại gia tộc đến dự yến tiệc của Long Doanh tổ chức để bàn kế hoạch tiêu diệt ác ma thánh. Đột nhiên Ô Nha và báo với Long Doanh có một đội ngũ đang tiếp cận đến gần chúng ta, có khoảng 30 người đều mang giáp và kiếm dài. Ở giữa có một chiếc xe ngựa, trên đây có cờ ghi một chữ Phong. Mọi người đều nhận ra đây chắc chắn là nhà họ Phong của Thiên Hiểu Vân Cảnh. Trên cánh là hình ảnh Phong Tả Quân cùng với Tạ Vũ Linh. Vì biết ác ma thành sắp bị các gia tộc tấn công bắt Tô Bạch Y và hai người, lúc này đã dẫn đám thủ hạ Thiên Hiểu Vân Cảnh tiến thẳng về ác ma thành để giúp đỡ. Tạ Vũ Linh liền nói cho Phong Tả Quân nghe về ác ma thành, đó là một nơi dễ thủ khó công. Nếu họ nhất quyết không chịu ra khỏi thành, thì những đại gia tộc cùng với Thượng Lâm Cung cũng không thể nào tấn công vào trong được. Chuyện mà hai người họ có thể làm lúc này chính là tranh thủ thời gian đột phá cảnh giới. Còn bên chỗ Long Doanh, ông nói với mọi người không cần để tâm đến đám người của Thiên Hiểu Vân Cảnh. Việc quan trọng nhất lúc này là đối phó với ác ma thánh, bắt lấy Tô Bạch Ý để đoạt lại nửa quyển bí tịch từ trên người của hắn.
Long Doanh cũng hứa với mọi người, sau khi lấy được bí tịch đều cho tất cả cùng xem, người lập công đầu tiên có thể xem 10 ngày. Gia chủ Đông Phương liền nói, thủ tọa Thanh Minh Viện cũng không dám hứa như thế, vì đa số bọn ta đều là gia chủ các nhà. Năm xưa ở trong Duy Long Chi Minh, người ngồi cùng các gia chủ chỉ có Tô Hán. Bạch Hạc liền lấy ba lâu chủ đằng sau hắn ra để hứa thay Long Doanh. Các gia chủ nghe xong liền đồng ý với Bạch Hạc. Sau khi các đại gia chủ về hết, Long Doanh liền nói với Bạch Hạc, có phải Bạch Cực Lạc thấy ta muốn giết Mạc Vấn thì có thể sai khiến được ta phải không? Bạch Hạc liền nói, Bạch lâu chủ không hề có ý này. Long Doanh liền quay sang hỏi Bạch Hạc, sao giờ này Bạch Cực Lạc vẫn chưa đến? Bạch Hạc liền đáp, Bạch lâu chủ đang dưỡng thương, vì không lâu trước đấy ông đánh nhau với Nho Thánh nên đã bị thương. Nghe xong, Long Doanh liền nghĩ đến chuyện Nho Thánh đã xuống núi, không sớm thì muộn đạo quân cũng xuống núi thôi. Nếu đạo quân mà đến đây thì Long Doanh liền sẽ quay về Thượng Lâm Thiên Cung. Chuyển cảnh là hình ảnh đạo quân đi gặp Nho Thánh. Sau khi hai người gặp nhau, Nho Thánh nói với đạo quân, đệ tử của ta đều ở đây, ta không thể mặc kệ thế được, nên muốn nhờ đạo quân đến đó thay mặt Nho Thánh cứu đám đệ tử học cung. Còn Tô Bạch Y lúc này vẫn đang bị chìm đắm trong một giấc mơ. Trong mơ của cậu có rất nhiều ảo cảnh, trong ảo cảnh quá lâu cũng đã đến lúc cậu tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, cậu liền ôm lấy tay của Nam Cung Tịch Nhi. Cậu liền kể cho Nam Cung Tịch Nhi nghe về giấc mơ của cậu. Trong giấc mơ là Thương Hải Tinh Hà, tiên đảo mịt mù sương khói. Có một tên điên trong đó luôn nói với cậu là cậu đến từ Doanh Châu. Nghe xong thì Nam Cung Tịch Nhi đưa nước cho Tô Bạch Y. Đúng lúc này, Triệu Hạ Thu đến mời hai người qua chỗ Mạc Vấn để ăn sáng. Vì sợ bị hạ độc rồi thiếp đi một lần nữa mà Tô Bạch Y không muốn đi, đột nhiên Yến Tiểu Đường xuất hiện rồi nói người hạ độc chính là hắn. Tô Bạch Y nghe xong liền lao vào định đánh hắn, nhưng nhìn thấy hắn là kẻ đã bị tàn phế hai chân nên Tô Bạch Y quyết định dừng lại, sau đó nói với hắn ta không đánh kẻ tàn tật. Yến Tiểu Đường nghe xong liền phóng phi tiêu về phía cậu. Triệu Hạ Thu thấy vậy liền lấy tay ngăn cản giúp Tô Bạch Y. Tô Bạch Y thấy vậy liền lao đến gần Tiểu Đường, chỉ tay vào hắn rồi nói, ý ngươi là sao chứ? Yến Tiểu Đường đáp, ta phải lấy chút máu tươi từ ngươi. Vừa nói dứt câu, Triệu Hạ Thu liền lấy cây phi tiêu lúc nãy cắm vào người của Tô Bạch Y để lấy máu. Sau đó Tô Bạch Y cùng với Nam Cung Tịch Nhi đến chỗ của Mạc Vấn để ăn sáng. Vì sợ bị hạ độc, cậu đã giật bánh mì của Mạc Vấn để ăn. Sau đó Mạc Vấn liền kể cho Tô Bạch Y về chủ nhân của Doanh Châu. Chủ nhân Doanh Châu chính là Lữ Huyền Băng, kẻ này cũng là người đáng sợ nhất mà ông từng gặp. Vì nghe tin Bạch Cực Lạc đã không bắt được Tô Bạch Y thất bại trở về, cung chủ Thượng Lâm Thiên Cung là Ninh Thành Thành đã đi cùng với Hách Liên Tập Nguyệt để nói chuyện. Bạch Cực Lạc liền giải thích, Nho Thánh Thiên Sinh nguyện vì họ mà liều mạng nên ta mới thất thủ. Ninh Thành Thành vì chuyện ác ma thành dễ thủ khó công mà phải lo nghĩ nhiều. Bạch Cực Lạc nhận ra điều này từ cung chủ liền nói với hắn, bọn ta chưa từng có ý định công thánh, mà bọn ta sẽ lấy Tạ Khán Hoa làm mồi nhử rồi lan truyền cho Tô Bạch Y cho hắn tự ra ngoài. Còn bên phía Mạc Vấn, ông đang kể cho Tô Bạch Y nghe về Tiên Nhân Thư. Năm đó Tô Hàn chết, Tiên Sơn liền biến mất bên bờ Nam Hải, Tiên Nhân Thư rơi vào tay của Nam Cung Vân Hỏa. Ninh Thanh Thành thấy vậy nhất quyết đòi lấy cho bằng được, nhưng Nam Cung Văn Hỏa không chịu đưa nên đã xé sách quyển Tiên Nhân Thư này giải ra khắp các tông môn. Chuyện cảnh là giới trần, người cổ hình luật viện đến thông báo cho Tạ Cán Hoa vì ông cấu kết ma giáo đánh cắp vật báu nên sắp bị giết. Tạ Cán Hoa liền nhờ giới trần xuống núi thêm một lần nữa để đi gặp đệ tử và con gái ông ta và Tô Bạch Y, nói cho họ biết tin này là giả. Vì lúc nhỏ Tạ Cán Hoa đã đưa giới trần đến Thanh Minh Viện nên cậu không thể từ chối ông. Còn bên Mạc Vấn, ông đang hỏi Tô Bạch Y, ngươi có biết vì sao Ninh Thanh Thành chỉ là cung chủ thay thế Thượng Lâm Thiên Cung hay không? Thế nhưng Tô Bạch Y không hề biết. Nam Cung Tịch Nhi liền trả lời thay, Thượng Lâm Thiên Cung là một bang phái được lập ra dựa vào Duy Long Sơn, mà Duy Long Sơn này lại thuộc về nhà họ Tô. Theo lý mà nói thì Thượng Lâm Thiên Cung này chính là của nhà họ Tô, cũng chính vì thế Tô Bạch Y mới chính là đại cung chủ danh chính ngôn thuận của Thượng Lâm Thiên Cung. Tô Bạch Y liền nói, nhưng ta không hiểu tại sao người của Thượng Lâm Thiên Cung lại bao vây bên ngoài, họ cũng đang nhắm vào cậu. Mạc Vấn liền nói, vì cậu không có cách chứng minh danh phận của bản thân. Chuyển cảnh là hình ảnh Thường Thánh Vương Nhất, người đứng thứ tư ở bên trong Thiên Võ Bảng, có một thủ hạ đến nói với ông rằng Nhược Hư muốn ông đến Ác Ma Thánh đoạt Tiên Nhân Thư. Mặc dù Vương Nhất không muốn đi chuyến này, nhưng nghe thủ hạ nói chuyến này đi có đạo quân, Nho Thánh và Bạch Cực Lạc. Nghe xong ông liền đồng ý vì ông muốn mình sẽ là người đứng đầu thiên hạ này. Ông liền dùng nội công của mình triệu hồi ra từ dưới nước lên một cây thương tên là Long Ảnh để đi chuyến này.